Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em chúc mừng những anh chị nào, quý cô chú mà đã thực hiện cũng như rút thành công cái tóc cành Meta Robot nha mọi người. Thì anh chị rút được cái bí nào thì chúng ta vào chúng ta kiểm tra giùm em ha, con Meta Robot này. Đây nè mọi người, đó. Và cái con này khi chúng ta rút á, thì nó yêu cầu mình là trong vòng 7 ngày nó sẽ trả về quý. Nhưng mà em rút được khoảng 2 đến 3 tiếng là về nha mọi người, nó rất là nhanh. Thì anh chị nào mà chúng ta làm mà chúng ta chưa có rút được thành công thì chúng ta vào kiểm tra lại các bước giùm em, hoặc là chúng ta thực hiện cái lệnh rút tiếp theo để coi như thế nào. Và trước khi rút á, em khuyên anh chị cái điện thoại chúng ta nên xóa những cái bầu cái phần gác nè. Có thể chúng ta tắt nguồn rồi chúng ta mở lên hay chúng ta kiểm tra mạng wifi. Có thể là do cái tình trạng mọi người biết sao không? Nhiều người thực hiện giao dịch thực hiện cái lệnh rút quá nên bot nó có thể là nó bị lắc, nó bị đơ. Ha, nên là anh chị khi rút á, chúng ta canh vào cái thời điểm nào mà ví dụ như buổi tối hay là buổi buổi trưa ví dụ như vậy ha, cho nó cái tỷ lệ mình rút thành công nó sẽ được nhiều. Thì có rất nhiều anh chị rút mà nó bị lỗi, nó không về nha. Ngay cả bản thân em có nhiều cái tóc cành em rút nó cũng không có về được, là tại vì em nghĩ lúc đó là do nó bot nó hoạt động nhiều quá, nó không có trả về quý được. Nó báo thì vẫn là báo rút về thì quý cho mình rồi, nhưng mà mình thực chắc là mình không có nhận được. Thì mất rất là nhiều cái tóc cành cũng như cái tiền ha. Đó, một cái để anh chị có thể rút kinh nghiệm nha. Thì hôm nay mình làm tiếp cái kèo ha mọi người. Cái kèo hôm nay là cái đem vào cái phần dịch ha. Đó chính là cái con Dodo. Thì anh chị làm xong á, anh chị sẽ nhận được 8.000 Dodo, tương đương là 180 đô. Và cái giá này là bên dự án nó đưa ra thôi, chứ nó chưa có list commodity cap nên em không có biết giá cụ thể. Và khi làm cái này á, thì em không có thấy nó yêu cầu mình phải giới thiệu rep nha. Nên là anh chị nào muốn solo là đây cái kèo cũng ok cho anh chị ha. Rồi khi xem video này á, thì anh chị cứ vào cái phần mô tả của cái kênh của cái video, để anh chị nhấp vào cái link làm việc với bot bên Telegram nha mọi người. Rồi khi anh chị nhấp vào nó sẽ hiển thị cái trang như thế này. Ở bên Telegram, anh chị nhấp vào cái chữ xa hoặc là cái chữ bắt đầu giùm em để mình thực hiện ha. Ở đây, em sẽ copy và em sẽ chuyển sang Google Dịch cho anh chị xem. Anh chị xem cái video em á, tại sao em lại kêu mọi người á, phải xem một lần kỹ, thật kỹ trước khi chúng ta làm. Có rất nhiều cái bước nó đơn giản và khi mình làm á, mình quên mắt quên tai, mình cứ tưởng nó là như vậy thôi. Nhưng mà khi anh chị check lại là nó sai. Sai địa chỉ quý, sai mạng lưới, nó sai các bước, mình thiếu các bước. Có những bot nó cho làm lại và có những bot nó không có cho làm. Nên là khi chúng ta làm sai rồi thì coi như chúng ta mất ha. Nó là một cái vấn đề mà anh chị lưu ý. Tại sao em lại nhắc nhiều? Em cũng từng bị như vậy rất nhiều lần. Nên là giờ em rút kinh nghiệm và em sẽ cố gắng làm thật là chậm để cho anh chị xem. Chúng ta xem qua một lần đi, mất khoảng có 10 đến cùng lắm là 15 phút thôi. Nhưng mà anh chị làm một lần là ok. Còn anh chị có điện thoại nhiều á thì chúng ta vừa xem vừa làm cũng được. Còn nếu như chúng ta xe mà xả thì có những bước nó nhỏ nhưng mà nó quan trọng thì coi như anh chị không có nhận được đâu. Ở đây họ kêu mình tham gia nhóm và gửi cái chữ cái tên Barbie Dog Dodo nè, như cái chữ này thôi. Anh chị mà không để ý á, là cũng không được, tại cái đó là cái yêu cầu người ta kêu mình phải làm. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái trang bot nha. Mình nhấp vào John Dodo Group. Anh chị thấy không? Tất cả mọi người người ta đều nhắn cái này thì chúng ta phải nhắn. Khi mà mọi người lỡ mà làm nhanh đó, mà chúng ta kéo lên kéo xuống thấy họ ghi cái chữ nào đó nó nhiều người ghi, cùng ghi cái chữ thì chúng ta cũng phải ghi theo cho em ha. Đó là như vậy. Ở đây nè, chúng ta thoát ra. Tiếp tục chúng ta vào cái subscribe cái Dodo channel của họ, cái kênh thứ hai. Ở đây nè, ở đây nè. Anh chị chờ em nha. Ở đây chúng ta kéo lên, chúng ta vào đây nè, chúng ta vẫn copy dán giùm em ha. Trước tiên là phải tham gia cái kênh của họ trước nha. Anh chị đừng có quên cái đó nha anh chị. Thế em sẽ kiếm cho anh chị cái contract của nó. Chúng ta quay lại. Anh chị join cái Dodo group đầu tiên nha, cái kiểu đầu tiên cho em để em kiếm contact cho mọi người nha. Đây nè, chúng ta vào cái trang web của họ trước mọi người. Đây mọi người nhấp vào cái chữ HTTPS của con bot nó gửi cho mình á, chúng ta nhấp vào giùm em. Đây,
sẽ đưa mình đến cái trang của cái web. Đây nè, họ đang bán trước nè mọi người. Để em dịch tiếng Việt ha. Thì họ sẽ niêm yết trên fanpage Swap vào ngày 30 tháng 4. Bây giờ mình tháng 3 rồi, cũng rất là nhanh. Ở đây thì anh chị nếu mà chúng ta có đam mê, chúng ta có nghiên cứu cho thật là kỹ á, thì chúng ta có thể mua bằng IDO. IDO ở đây á là họ chạy trên cái mạng lưới pin Smart Chain, thì chúng ta có tiền chúng ta mua pin bị trước, sau đó chúng ta nạp vào đây chúng ta mua. Thì khi chúng ta mua một á thì nó có thể lên 10, 20, 30, hoặc là có khi nó cũng sẽ rớt giá, hoặc khi là nó sẽ cam luôn. Đó là cái tỷ lệ ăn nhiều mà rủi ro cũng cao, nên em chỉ khuyên chúng ta làm under drop thôi, chịu khó mời nhiều người. Ở đây nè, anh chị kéo xuống đây cho em ha. Anh chị kéo xuống. Anh chị thấy cái biểu tượng mà hai cái biểu tượng, một cái biểu tượng bên trái của cái hình BSC Can không, là cái trang nó tra cứu mã contract, và bên phải là cái Telegram á, chúng ta nhấp vào cái phía bên trái giùm em nha. Để chúng ta lấy contract luôn. Đó, sẽ đưa ra đây là cái thông tin về cái contract, thì tổng cung của nó là 90.000, 90 triệu, 90 tỷ nha. Rồi, cái địa chỉ hold là 19.312 địa chỉ rồi. Bây giờ chúng ta nhấp vào cái chữ contract giùm em ha. Chúng ta sao chép nó. Phía bên phải có biểu tượng tờ giấy đó. Nè, ở đây nè mọi người thấy không? Họ đang phát cho những người làm anaerob nè. Rồi chúng ta copy nha. Sau đó chúng ta về cái ví chất với lệch của mình, hoặc là cái ví MetaMask của anh chị đều được. Rồi. Ở đây chúng ta nhấp vào hai cái chấm tròn phía trên bên phải anh chị thường làm đấy. Đó. Chúng ta gõ một cái dãy chữ. Chúng ta chờ nó nổi lên cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa. Cái mạng lưới Ethereum thì mình chuyển thành BNB Smart Chain, tại vì nó chạy trên cái mạng BNB Smart Chain, mình dán vào. Anh chị dán đúng nó sẽ ra tên là Barbie.dodo token, ký hiệu là Dodo, số thập phân 18, chúng ta nhấp vào cái chữ làm xong cho em. Để mình lấy cái mã contract cũng như mình ép nó vào. Chúng ta phải làm bước này, anh chị không làm thì sau này chúng ta rút nó không biết rút về đâu, nên là chúng ta không nhận được. Ở đây chúng ta quay lại một bước nữa giùm em ha. Thì mình làm xong mất hai cái này rồi. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ đơn giùm em. Đó, thì ở đây họ nói là họ nếu mình mua trước á thì một BNB nó sẽ tương đương là 1 2 3 1 2 3 4 5 tương đương là 4 triệu đô đô. Đó, anh chị có tiền thì mua nha. Rồi chúng ta nhấp vào trên net giùm em. Ở đây họ kêu mình follow Dodo Twitter, gặp like cái bài viết đã ghim và like comment cái bài viết thứ hai luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm đầu tiên cho em là nhấp vào chữ Twitter trước. Open. Trước tiên chúng ta sẽ nhấp vào cái theo dõi cái trang của họ, thì em nhấp rồi nó sẽ hiển thị là đang theo dõi phía trên rồi nha. Anh chị chưa thì phải nhấp. Cái thứ hai nữa là cái bài viết đã ghim lúc nào nó cũng nằm ở phía trên cùng. Chúng ta nhấp cho họ cái tim màu hồng ha. Bên trái này chúng ta bình luận này. Good project giùm em. Tab bạn bè vô. 5-7 người gì đó, tùy anh chị thôi. Mình tab lại nhiều nhiều đi mọi người. Rồi, project. Chọn tất cả, sao chép. Trả lời. Thứ hai nữa là mình thấy cái mũi tên suy chịu không? Em làm rồi hiển thị màu xanh, anh chị chưa làm thì chưa có nha. Chúng ta nhấp vào dòng đầu trên là chúng ta tích lại. Rồi chúng ta nhấp lại một lần nữa, cái dòng thứ hai là chữ chấm tích nè. Chúng ta dán cái phần mà chúng ta vừa copy hồi nãy vào đây. Tại vì họ kêu mình là nhận xét nè, là cái project là chúng ta nhận xét nè, tab thêm bạn bè nè. Đúng không ạ? Rồi sau đó họ kêu mình tích và play cái bài đã ghim thứ hai, cái bài thứ hai luôn. Thì họ cái bài đầu tiên và cái bài thứ hai thôi, họ cũng có hai bài thôi mọi người. Cái chúng ta cũng cho trái tim. Tiếp tục chúng ta vào cái phần nhắn bình luận á, chúng ta cũng dán vào cho em ha. Trả lời. Rồi tiếp tục cái mũi tên xe chiều cũng làm như hồi nãy luôn. Đầu tiên là tích lại, nhấp vào lần hai, chích chẩn tích. Rồi dán cho em ha. Xong, quay trở lại Telegram, họ kêu mình là send your predict link to me, gửi cái link liên kết của bạn cho tôi. Thì ở đây mình trở vào cái Twitter. Chúng ta vào cái hồ sơ của mình ha. Ở đây nè. Anh chị hai cái một trong hai bài này chúng ta làm bài nào cũng được, nhưng em sẽ lấy cái bài retweet lại.
cái chẩn tiết của cái bài ghim trên cùng thì đó là cái nằm thứ hai này. Em nhấp vào sao chép liên kết, thoát ra, em vào cái Telegram, dán vào. Họ kêu em gửi địa chỉ cái send do bếp 20. Thì cái địa chỉ hồi nãy mà em kêu anh chị em kêu anh chị ép á, chúng ta sẽ lấy nha. Chúng ta nhấp vào chữ nhận giùm em, nhấp vào chữ sao chép. Trong trường hợp, em nói thêm nữa, trong trường hợp mà chúng ta lỡ chúng ta thoát ra thì làm sao để chúng ta vào lại? Thì ở đây nè, khi mà anh chị đã có ép rồi, chúng ta nhấp vào hai cái chấm tròn phía trên bên phải này. Mình gõ giùm em cái chữ hồi nãy là 3B dot đúng không? 3B dot. 3 nè. B dot. Dodo. Thì khi chúng ta có ép rồi nó sẽ hiển thị ở phía trên đây ha. Mọi người thấy không ạ? Chúng ta nhấp vào. Chúng ta nhấp vào chữ nhận, nhấp vào chữ sao chép. Chúng ta thoát và chúng ta quay lại Telegram, chúng ta dán vào. Trong trường hợp chúng ta đang làm mà bị thoát ra giữa chừng á, do bị mạng bị lắc hay máy ta bị yếu á, thì chúng ta phải vào cái video game, vào cái link và chúng ta làm lại là ok. Rồi ở đây nè, là chúng ta đã nhận được 8.000 đô đô, tương đương 160 đô như hồi nãy em vừa nói lúc đầu video á. Chúng ta nhấp vào cái chữ plan giùm em. Sao chép. Sao chép các mọi người. À, ở đây nè, mọi người biết tại sao nó yêu cầu hay không? Tại vì em đã làm rồi, em làm cái lần đầu tiên em đã làm rồi. Ở đây nè, em làm nè, nó để spread nè, unwrap. Đó, nên bây giờ em muốn làm nữa, nó yêu cầu em phải giới thiệu. Ha, thì cũng như anh chị á, mà chúng ta muốn làm nhiều thì chúng ta phải có ghép nhiều. Còn anh chị làm lần đầu tiên là chúng ta làm thành công nha. Và nó sẽ trả về trong vòng 3 ngày anh chị. Anh chị xem nè. Plum spread and rub view nè, nói chung là nó sẽ trả trong in 3D trong vòng 3 ngày ha, nên là anh chị cứ yên tâm. Chúng ta nhấp vào cái chữ ba lan giùm em, cái số lượng đang giữ ha. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ referral này để chúng ta lấy cái link đó. Thì đây mọi người lấy cái link này, chúng ta copy và chúng ta đi sao chép, chúng ta sao chép, chúng ta mời bạn bè người thân hay là trên nhóm á mọi người là ok ha. Rồi sau đó chúng ta thoát thẳng ra, chỉ như vậy thôi. Còn anh chị có ghép nhiều thì chúng ta vào chúng ta kiểm tra cái phần ba lan chúng ta đang giữ bao nhiêu, chúng ta có ghép bao nhiêu. Sau đó khi chúng ta đạt được cái min gốc thì chúng ta tiếp tục làm tiếp ha. Và em nghĩ hạn chế làm, ví dụ như cách 1-2 ngày hay làm một lần. Anh chị làm nhiều quá đôi khi nó bị lỗi thì chúng ta không có nhận được tốc cạnh, nó uổng lắm. Rồi cái video em thì đến đây hết nha. Anh chị làm cái gì không rõ thì cứ nhắn tin phía dưới cho em nha. Em sẽ trả lời bình luận cho tất cả mọi người. Đó. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người.